bus. Không nên thức khuya. Chớ ngày mai con phải đi làm sớm rồi đấy. Nhớ đi ngủ sớm đi. Ồ, thằng bé đã ngủ rồi à? Chúc con ngủ ngon. Mẹ sẽ không thể cằn nhằn được nữa rồi. Xem TV tiếp thôi. Dobby, dậy đi. À, không, mình cũng quên mất rồi. Em muộn rồi, mình muộn rồi. Ủa, tới ăn sáng đi con. À, thơm quá. Không có thời gian ăn sáng đâu ạ, à. Con buồn lắm mất rồi. Xin lỗi vì đã đến muộn. Mọi người đâu rồi? Mọi người cũng đi muộn à? Dobby, chúng tôi đợi cậu mãi. Sao cậu không trả lời điện thoại? À, điện thoại. Tôi cầm nhầm điều khiển TV thay cho điện thoại mất rồi. Vào đi, chúng ta phải đi tuần. Vâng ạ. Ôi trời ơi, có khi chúng ta sẽ không đến kịp mất. Tất cả là lỗi tại con ngủ dậy muộn. Chiếc xe kia bị xì hơi, chúng ta đến kiểm tra xem. Ôi không, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ đến muộn mất. Mọi chuyện ổn cả chứ? Lốp xe của chúng tôi bị xịt rồi. Hôm nay lớp của cháu đi leo đài băng giá mà cháu sẽ bị muộn không được đi nữa. Thỏ con, đừng lo, bọn chú sẽ đưa cháu đến nơi. Hả? Thật ạ? Cô Thỏ, tôi sẽ giúp cô sửa xe. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thắt dây an toàn vào, chúng ta lên đường. Sao nhìn chú mệt mỏi vậy? Tại hôm qua chú thức khuya quá nên sau đó chú cũng không có thời gian ăn sáng. Chiếc xe đó bị làm sao vậy? Cá của tôi. Xong rồi. Xin lỗi, tôi chỉ ngủ gật có một lúc thôi. Ngủ gật khi lái xe rất là nguy hiểm, anh có thể gặp rắc rối đấy. Hãy nhớ, an toàn là trên hết. Tôi biết rồi ạ. Chúng ta có thể đi tiếp được rồi. Chúng ta có đến kịp không ạ? Đừng lo, chú biết đường tắt đến lâu đài băng giá. Chúng ta sẽ đến kịp thôi. Đón khi chúng ta đi qua được cây cầu kia là sẽ đến nơi thôi. Cây cầu bị hỏng rồi. Ôi không, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đừng lo, nắm chắc vào. Babylon đã thêm một chế độ trực tiếp mới. Thật là cao. Nhìn kìa, là lâu đài băng giá. Giữ chắc vào, chúng ta sẽ tăng tốc. Lâu đài băng giá, tôi tới rồi đây. Cậu kìa,
Kiều và các bạn của cháu đâu rồi? Hả? Mọi người chắc vào trong cả rồi. Cháu đến muộn rồi ư? Hả? Mọi người xếp hàng nào. Chúng ta bắt đầu vào trong để tham quan lâu đài băng giá nhé. Thỏ con, nhìn đằng kia kìa. Là cậu Kiều và các bạn của cháu. Ồ, thỏ con, mau đến xếp hàng cùng các bạn nào. Cảm ơn các chú rất nhiều. Cháu hứa sẽ không đi ngủ muộn nữa đâu. Thỏ con, cậu đến rồi. Chào buổi sáng mẹ yêu. Hôm nay con dậy sớm, lại còn tràn đầy năng lượng nữa. Hôm qua con đã đi ngủ sớm đấy ạ. Ngon quá. Ghi chú của cảnh sát trưởng, những điều cần ghi nhớ. Các bạn nhỏ, chúng ta không nên thức quá khuya. Ngủ đủ giấc cũng giống như chúng ta nạp thêm nhiên liệu cho cơ thể vậy. Điều đó sẽ giúp chúng ta tràn đầy năng lượng vào ngày hôm sau. Thói quen ngủ sớm sẽ giúp chúng ta mạnh khỏe hơn. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Nội quy trên xe buýt. Sếp hay sếp, tôi biểu diễn đây. Ta-da. Cả mông của tôi. Tôi bụng tôi đau quá. Cẩn thận. Anh Châu, anh nên đi bệnh viện ngay đi. Nhưng mà tôi phải đi đón bọn trẻ cùng với cô Kiều. Đừng lo, tôi có thể lái xe buýt. Hãy để chúng tôi đưa bọn trẻ tới trường. Cô Kiều, cô hãy đi cùng anh ấy đến bệnh viện. Dobby và tôi sẽ đón bọn trẻ. Được, hãy chăm sóc cho bọn trẻ nhé. Đừng lo. Được rồi, đi nào. Chào các bạn nhỏ. Wow, cảnh sát trưởng Labrador chờ chúng ta đến trường kìa. Xin đợi nó. Các bạn nhỏ không được xô đẩy. Tôi chưa đi. Các bạn nhỏ, khi lên xe buýt, chúng ta hãy xếp hàng và không được xô đẩy nhau. Như vậy sẽ lên xe buýt được nhanh hơn. Chúng cháu hiểu rồi ạ. Con yêu giỏi lắm. Chúng ta ngồi cùng nhau nhé. Được. Mỗi bạn một ghế nhớ nhá. Mỗi một ghế đều có đai an toàn, giúp các bạn an toàn khi xe buýt di chuyển. Hóa ra là như vậy ạ. Thế thì tớ sẽ ngồi về nhím nhỏ. Mọi người thắt dây an toàn chứ ạ? Rồi ạ. Rồi ạ. Chúng ta đi nào. Đi nào. Vòng quay xoay nhanh nhanh cho bánh lăn tròn. Bánh lăn tròn. Bánh lăn tròn. Vòng quay xoay nhanh nhanh cho bánh lăn tròn. Tới khắp mọi nơi. Chào buổi sáng mọi người. Chào buổi sáng. Vào chỗ ngồi đi nào. Vòng quay xoay nhanh nhanh cho buýt đang chạy. Đi trên đường rất gấp ghềnh. Vòng quay xoay nhanh nhanh xe buýt đang chạy. Luôn giữ an toàn bạn ơi. Cái gì vậy? Là một miếng bánh ư?
Nhím nhỏ, không được ăn ở trên xe buýt, điều đó có thể làm phiền mọi người xung quanh. Cháu cũng có thể bị nghẹt nữa đấy. Hả? Ồ, cảnh sát trưởng Labrador, sao chú biết ạ? Cháu vẫn còn dính kem ở trên miệng kìa. Vâng ạ. Con chào ba. Chào con. Chào buổi sáng mọi người. Chào buổi sáng. Hãy nhớ thắt dây an toàn nhé, tê giác nhỏ. Rồi ạ. Vòng hai xoay nhanh nhanh cho bánh lăn tròn. Bánh lăn tròn. Bánh lăn tròn. Vòng hai xoay nhanh nhanh cho bánh lăn tròn. Tới khắp mọi nơi. Ồ, mình cũng có một quả. Thật vui. Cẩn thận đấy. Rất nguy hiểm nếu chúng ta cho tay và đầu ra khỏi cửa sổ xe. Cháu sẽ không làm thế nữa đâu. Nói chi nào. Chi. Bánh nào bong bóng à? Tớ có hẳn hai cái nhá. Bong bóng á? Lạ thật, mình nhìn nhầm mà. Sao có nhiều bong bóng thế này? Tôi không nguy hiểm. Mọi người có sao không? Chúng cháu không sao à? Làm như vậy nguy hiểm lắm đấy. Các bạn nhỏ, đừng đùa nghịch ở trên xe buýt. Nó có thể làm người lái mất tập trung và gây ra tai nạn. Chúng cháu sẽ không làm như thế nữa đâu ạ. Ngoan lắm, hãy ghi nhớ nhá. Chúng ta đi tiếp nào. Chào các cháu nha. Chào các chú ạ. Hãy nhớ những quy tắc an toàn trên xe buýt nhá. Vâng, chúng cháu nhớ rồi ạ. Cảnh sát trưởng Laprado, cảm ơn các anh rất nhiều. Bây giờ tôi đã khỏe rồi. Cái này tặng cho các anh. Cảm ơn anh. Lái xe buýt quả là một công việc không dễ dàng. Cảnh sát trưởng Laprado, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chúng ta phải thực hiện đúng quy tắc an toàn trên xe buýt. Xếp hàng khi lên và xuống xe. Luôn thắt dây an toàn. Không được ăn và uống trên xe buýt. Không được xả rác. Không bao giờ được cho tay và đầu ra ngoài. Và không được đùa nghịch. Hãy ghi nhớ những điều này nhé. Máy thu nhỏ. Chị ấy đang làm gì thế nhỉ? Xong rồi. Máy thu nhỏ. Mình sẽ thử chơi với ô tô đồ chơi. Nó thậm chí còn nhỏ hơn nữa. Mình làm sai chỗ nào nhỉ? Ha, mình biết rồi. Mình quên mất một thứ. Mình sẽ đi lấy nó. Cái này hay thật. Pudding, Pop, sao các em lại bày bừa hết thế này? Không phải tại em. Là Pudding ạ. Dừng lại. Vứt đồ ăn bừa bãi thế này sẽ có rất nhiều gian với kiến đấy.
Hai em dọn dẹp ngay đi. Chị sẽ kiểm tra khi chị quay lại. Vâng ạ. Chị ấy lúc nào cũng cẩn thận. Ừ. Ha, chiếc bánh tấy đồ này là của em. Đó là bánh của anh. Đưa đây. Miễn phí không? Ờ, dĩ nhiên rồi ạ. Nếu bà thích, cháu sẽ tặng thêm cho hai người. Đây, đây ạ.
cửa cho bà. Đến giờ đi ngủ rồi. Các người sẽ không bao giờ biết rằng ta đang theo dõi các người. Ngủ ngon nhé cháu yêu. Kỳ Lân Biển ngủ ngon. Đứa bé đi ngủ rồi, đã đến lúc hành động. Mình nhớ mật khẩu là thế này. Đúng rồi. Ta sẽ lấy cái này. Lấy cái này, cái này. Mình cần phải đi nhà vệ sinh. Cô chính là người đã tặng thú bông cho cháu. Nó nhận ra mình ư? Vậy thì cháu đi với cô nhé. Cảnh sát trưởng Labrador, tất cả cửa ra vào và cửa sổ vẫn còn đóng, nhưng đồ đạc trong nhà và cả cháu tôi đều đã bị mất tích rồi. Hãy giúp tôi với. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Hãy để cho tôi kiểm tra hiện trường trước. Cửa sổ không bị phá, cửa chính cũng không bị hỏng khóa. Vậy thì vịt con đã ra khỏi nhà bằng cách nào nhỉ? Lạ thật đấy. Tôi luôn có cảm giác có rất nhiều con mắt đang theo dõi mình. Lobby, cậu có sao không? Tôi không sao. Sao lại có nhiều thú bông Kỳ Lân Biển vậy? Chúng tôi nhận được từ cái cô ở trên phố ấy. Trên phố ư? Con mắt của bọn chúng trông thật kỳ lạ. Babylon, hãy kiểm tra chúng đi. Đây là kết quả. Bên trong con mắt của đồ chơi này có camera giấu kín. Hả? Cái gì cơ? Camera? Vậy là tất cả mọi thứ trong nhà tôi đều bị ghi lại cả rồi sao? Camera còn được tìm thấy trong tất cả mắt của những con Kỳ Lân Biển. Ôi trời ơi, đáng sợ quá. Có vẻ như có người đã lợi dụng camera giấu kín để biết được mật mã vào nhà và sau đó bắt vịt con đi. Babylon, hãy tìm dấu vết điều khiển camera. Được, tôi làm ngay. Đã tìm thấy, nó đến từ xưởng sản xuất thú bông. Đi nào. La 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 la. Hôm nay thật là một ngày may mắn. Cháu đang ở đâu ạ? Sao mấy cái đó lại di chuyển được nhở? Mình phải ra ngoài kiểm tra mới được. Hồi quá. Đau quá. Mình phải vào thôi. Bám theo cô ta. Cô sai rồi. Không sao rồi. Đứng lại ngay. Người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Lính Dương đâu. Nhảy vào giữa. Ta sẽ làm tấm lưới khít hơn để xem cô làm thế nào nhé. Cúi xuống. Lại thoát được nữa. Hãy xem đây. Cái gì thế? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Hai cái sừng là chìa khóa. Chúng ta lên cao nào. Các người làm gì
vậy? 3, 2, 1, kéo! À, không! Đừng bắt đầu bắt tôi! Linh Dương, cô đã bị bắt! Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn! Các bạn nhỏ, người xấu có thể đặt camera giấu kín vào bên trong đồ chơi để có thể theo dõi các bạn trái phép. Đây là phạm tội. Hãy cẩn thận và nhắc nhở cả ba mẹ mình nữa nha. Đội quy trên xe buýt. Sếp hay sếp, tôi biểu diễn đây. Ta-da. Kẹo mông của tôi. Tôi bụng tôi đau quá. Cẩn thận. Anh Châu, anh nên đi bệnh viện ngay đi. Nhưng mà tôi phải đi đón bọn trẻ cùng với cô Kiều. Đừng lo, tôi có thể lái xe buýt. Hãy để chúng tôi đưa bọn trẻ tới trường. Cô Kiều, cô hãy đi cùng anh ấy đến bệnh viện. Dobby và tôi sẽ đón bọn trẻ. Được, hãy chăm sóc cho bọn trẻ nhé. Đừng lo. Được rồi, đi nào. Chào các bạn nhỏ. Wow, cảnh sát trưởng Labrador chờ chúng ta đến trường kìa. Xô đẩy nó. Các bạn nhỏ không được xô đẩy. Tôi chưa nói. Các bạn nhỏ, khi lên xe buýt, chúng ta hãy xếp hàng và không được xô đẩy nhau. Như vậy sẽ lên xe buýt được nhanh hơn. Chúng cháu hiểu rồi ạ. Con yêu giỏi lắm. Chúng ta ngồi cùng nhau nhé. Được. Mỗi bạn một ghế nhớ nhá. Mỗi một ghế đều có đai an toàn, giúp các bạn an toàn khi xe buýt di chuyển. Hóa ra là như vậy ạ. Thế thì tớ sẽ ngồi về nhím nhỏ. Mọi người thắt dây an toàn chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Chúng ta đi nào. Đi nào. Vòng quay xoay nhanh nhanh cho bánh lăn tròn. Bánh lăn tròn. Bánh lăn tròn. Vòng quay xoay nhanh nhanh cho bánh lăn tròn. Tới khắp mọi nơi. Chào buổi sáng mọi người. Chào buổi sáng. Vào chỗ ngồi đi nào. Vòng quay xoay nhanh nhanh cho buýt đang chạy. Đi trên đường rất gấp ghềnh. Vòng quay xoay nhanh nhanh xe buýt đang chạy. Luôn giữ an toàn bạn ơi. Cái gì vậy? Là một miếng bánh ư? Nhím nhỏ, không được ăn ở trên xe buýt, điều đó có thể làm phiền mọi người xung quanh. Cháu cũng có thể bị nghẹn nữa đấy. Hả? Cảnh sát trưởng Labrador, sao chú biết ạ? Cháu vẫn còn dính kem ở trên miệng kìa. Vâng ạ. Con chào bà. Chào con. Chào buổi sáng mọi người. Chào buổi sáng. Hãy nhớ thắt dây an toàn nhé, tê giác nhỏ. Rồi ạ. Vòng tay xoay nhanh nhanh. Rất
nguy hiểm nếu chúng ta cho tay và đầu ra khỏi cửa sổ xe. Cháu sẽ không làm thế nữa đâu. Nói chi nào? Chi? Mấy tờ bong bóng à? Tớ có hẳn hai cái nhá. Bong bóng á? Lạ thật, mình nhìn nhầm à? Sao có nhiều bong bóng thế này? Tôi không nguy hiểm. Mọi người có sao không? Chúng cháu không sao à? Làm như vậy nguy hiểm lắm đấy. Các bạn nhỏ, đừng đùa nghịch ở trên xe buýt. Nó có thể làm người lái mất tập trung và gây ra tai nạn. Chúng cháu sẽ không làm như thế nữa đâu ạ. Ngoan lắm, hãy ghi nhớ nhá. Chúng ta đi tiếp nào. Chào các cháu nhá. Chào các chú ạ. Hãy nhớ những quy tắc an toàn trên xe buýt nhá. Vâng, chúng cháu nhớ rồi ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, cảm ơn các anh rất nhiều. Bây giờ tôi đã khỏe rồi. Cái này tặng cho các anh. Cảm ơn anh. Lái xe buýt quả là một công việc không dễ dàng. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chúng ta phải thực hiện đúng quy tắc an toàn trên xe buýt. Xếp hàng khi lên và xuống xe. Luôn thắt dây an toàn. Không được ăn và uống trên xe buýt. Không được xả rác. Không bao giờ được cho tay và đầu ra ngoài. Và không được đùa nghịch. Hãy ghi nhớ những điều này nhá. Tên trộm sữa chua. Sữa chua hoa quả ngon lành bắt lại đây, để mua đi nào. Wow, chúng mình mua sữa chua. Tớ muốn vị việt quất. Tớ muốn mua vị cam. Còn tớ là vị rau. Sữa chua đâu rồi? Sao nó lại không ra nhỉ? Các cậu nhìn kìa, có chai sữa chua ở dưới đất này. Nó đang phình to ra. Các cháu cẩn thận. Thật đáng sợ quá. Các cháu hãy nhớ, nếu các cháu để sữa chua ra ngoài trời nóng, nó có thể bị hỏng, phồng to, thậm chí là bị nổ nữa đấy. Quả ra là như vậy. Nếu chai sữa chua của cháu bị phồng to, hãy lùi lại ngay nhá. Chúng cháu biết rồi ạ. Cái máy bị hỏng rồi. Nó đã hết hàng. Có chuyện gì vậy? Đã có người ăn trộm sữa chua. Cái máy bên này cũng hết hàng. Chúng ta phải nhanh chóng bắt được tên trộm. Mở ra được rồi. Ngon quá đi. Mình sẽ ăn trộm hết chỗ này rồi mang về cho thủ lĩnh. Cô ấy chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem. Đã xong. Mình ứng tóc mình quá. Tóc của tôi. Bóng bay.
bóng của các cháu đây. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Chúng ta phải nhanh chóng bắt tên trộm. Nhìn kìa, sữa chua đang rơi ra từ chiếc xe đó. Nhanh đuổi theo. Babylon, chúng tôi cần hỗ trợ. Đã rõ. Hôm nay thu hoạch được tốt quá. Cảnh sát. Xem đây. Là Linh Dương. Trời ơi, nhanh quá. Linh Dương, hãy nhanh chóng tấp vào lề ngay. Sữa chua trên xe cô có thể phát nổ bất cứ lúc nào đấy. Cái gì? Nổ? Người đuổi ta đi ạ. Tăng tốc. Đừng hỏng lừa được ta nhá. Chúng ta bị kẹt xe rồi, không thể đi qua được. Babylon luôn có cách. Babylon. Thật là nguy hiểm quá. Chúng ta cần phải hạ nhiệt chiếc xe đó ngay. Babylon, hãy xem đây. Biển đóng băng. Cảnh sát trưởng Labrador và cảnh sát Dobby. Cháu có sao không? Cháu không sao ạ. Linh Dương, cô đã bị bắt. Nhiệm vụ thất bại rồi. Ghi chú của cảnh sát trưởng. Những điều cần ghi nhớ. Các bạn nhỏ, trong sữa chua có rất nhiều lợi khuẩn có tên là Lactobacilli, tốt cho hệ tiêu hóa của chúng ta. Những lợi khuẩn này thích ở nơi mát mẻ. Nếu trời quá nóng, chúng sẽ hoạt động mạnh và tạo ra khí, khiến chai hộp sữa chua phồng lên, thậm chí là phát nổ nữa. Vì vậy, hãy luôn bảo quản sữa chua trong tủ lạnh nhá. Con nhị khúc của Dobby. Cuối cùng cũng đến đây. Wow, là một nơi tuyệt vời để mình tắm đi. Hãy lấy đồ cắm trại của chúng ta nào. Đã rõ. Ôi không, chúng ta có quá nhiều đồ. Hãy để tôi làm cho. Cây nhị khúc con của tôi có thể làm mọi việc. Wow, thật tuyệt vời. Tôi muốn xem phim ở ngoài trời. Không vấn đề. Sức mạnh của con nhị khúc đây. Tôi quên cái mở nước ngọt rồi. Để tôi mở cho. Hãy xem đây. Hả?